Thôi ăn cơm đi. Mẹ, món này ngon mà, mẹ ăn đi mẹ. Ăn đi cái món này em nấu cũng ngon nè. Cái món này vừa con nấu ngon lắm, mẹ ăn nhiều vô nha. Mẹ ăn đi, cứ tự nhiên nha mẹ. Ăn đi, ăn con, ăn đi. Đó, cái món sườn này nè, vừa con nấu ngon ghê lắm luôn á. Gì vậy? Có mẹ ăn lắm gì á? Mẹ cũng là người nhà mà, cứ ăn tự nhiên thôi. Chắc tại này em đói á mẹ. Ngon mà, em nấu ngon quá trời luôn á. Anh ngớt ớt là nhiều ngớt rồi. Có gì đâu, cứ tự nhiên đi. Ăn đi con, ăn đi. Mẹ cứ ăn đi mẹ. Anh làm. Ngon quá. Anh làm như em bỏ đói. Em làm gì vậy? Anh làm như em bỏ đói anh từ kiếp nào vậy hả? Trời ơi, em cứ ăn đi, cứ làm phiền anh hoài vậy, ăn đi. Mẹ, ăn đi mẹ, ngon lắm. Ăn đi con, ăn đi. Nè, cái này ăn dở lắm. Mẹ ăn này nè, đó. Ăn đi. Mẹ ăn đi mẹ. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi còn nhiều đồ ăn quá trời, để ăn đi con. Ăn nha mẹ, em ăn đi, nhìn hoài vậy. Hôm nay mẹ nấu đồ cũng ngon không? Ngon lắm mẹ ha. Mẹ, ăn trái cây nè mẹ. Ăn đi con. Dạ. Trời ơi, ăn cơm xong mà có trái cây là đúng bài luôn nè. Ăn đi con. Em, trái cây này ngon quá gì vậy? Bữa sau á, mua nhiều nhiều đi. Anh thích ăn trái cây này lắm á. Mẹ, ăn mẹ. Ngon lắm. Ăn đi con, ăn đi. Dạ. Ngon quá à. Em, nhớ mua nhiều nhiều nha. Ủa, nước qua ngon thiệt lắm lúc. Mẹ, mẹ ăn không mẹ? Ăn đi con, ăn đi. Ăn đi. Trời ơi, giờ này còn chưa có cơm nước gì hết trơn nữa. Tủ lạnh thì trông trơn luôn quốc. Trời ơi, đâu có bánh ngon vậy trời. Ngon quá. Anh đói bụng quá à. Em nấu cơm cho anh ăn đi, anh đói bụng quá à. Trời ơi, em biết rồi, em biết anh đói rồi, kẹt xe quá trời kẹt luôn á. Ừ, em anh đi. Ô, cái bánh rồi. Ờ, bánh gì vậy em? Trời ơi, cái bánh em tẩm thuốc em bảy chuột. Em tẩm thuốc vô cho mấy con chuột nó ăn một cái là nó té cái rớt nó chết liền tại chỗ luôn. Em nói cái bánh này tẩm thuốc chuột hả? Anh đừng nói em là anh ăn hết nguyên cái bánh em bảy chuột nha. Nãy anh thấy ở trên này xong rồi anh ăn hết luôn rồi. Chết rồi chết rồi. Bây giờ sao mấy con chuột này, cái thuốc này nó nặng lắm, em kêu là bỏ vô mấy con chuột là nó chết liền tại chỗ luôn á. Vợ ơi, anh đau bụng quá. Ủa giờ chết rồi, bây giờ sao? Vợ ơi, gọi cấp cứu giúp anh đi. Trời ơi, anh ăn hết cái bánh, thuốc chuột luôn rồi. Thôi chết rồi, từ nay em sẽ làm quá phụ rồi. Trời ơi, chồng con muốn chết rồi, giờ gọi cấp cứu. Ủa giờ, cái gì vậy? Cấp cứu, cứu vào đầu anh nè. Sao vậy? Hay quá, em là em thử anh thôi, cho anh bài học thôi. Bài học không có tẩm thuốc gì trong đó hết á. Bị đặt đau bụng. Đau bụng. Vậy là vợ không có tẩm thuốc trong này hả? Không có bỏ gì hết á. Cho anh chừa cái tập mà tham ăn. Gặp cái gì cũng ăn. Tham ăn hốt uống. Nè nha, có ngày chết như chơi á nha. Ăn phải suy nghĩ cái nào ăn được hay không chứ. Thì chồng biết rồi.